Còn ngô đây này, nhìn thấy không?
Em đừng nhắm vào ngô nha, em hỏng hết ngô đấy. Ở đây không ấy nữa, nhẫm hết vào cái ngô của chị nữa chưa? Ngoan nha, đi ngầm hết rồi nha. Ra hỏng hết ngô đúng không?
đâu nhỉ? Mỹ ơi. Không được chạy bà rau nhớ chưa, không được chạy nhẫm đồng hồ nhớ chưa, ngoan nhớ chưa. Lông mày lên đẹp hết vậy nhỉ, sao mà thở ổn hển thế? Hả? Sao thở ổn hển thế?